Bác sĩ ơi, em không có bệnh tật gì, nhưng lâu lâu em hay bị bệnh lặt vặt như đau họng, ho, cảm cúm. Em có thể làm gì để có một sức khỏe tốt và ít bị bệnh hơn? Xin chào quý vị tới với chuỗi video sống khỏe cùng bác sĩ Vượng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 9 cách để có một sức khỏe tốt và ít bị bệnh hơn. Thứ nhất, ăn uống khoa học. Chế độ dinh dưỡng khoa học giúp chúng ta duy trì vóc dáng, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng tối ưu cho các hoạt động trong ngày. Thứ hai, thể thao hợp lý nên vận động với cường độ vừa như là đi bộ nhanh, chơi thể thao mỗi tuần khoảng 150 phút, tức là khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Vận động thường xuyên giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường và kéo dài tuổi thọ. Thứ ba, kiêng rượu, kiêng thuốc. Rượu bia và thuốc lá đều không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là không nên sử dụng rượu bia và thuốc lá. Thứ tư, ngủ đủ ngủ ngon. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sức khỏe, người trưởng thành từ 18 đến 65 tuổi nên ngủ khoảng 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Thứ năm, tâm trí ổn định sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như sức khỏe thể chất stress kéo dài có thể làm suy yếu sức khỏe thứ sáu quan hệ an toàn thực hành quan hệ an toàn giúp ngăn ngừa được nhiều loại bệnh lê qua đường quan hệ trong đó có cả virus hpv là nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung thứ bảy trích ngừa đầy đủ có nhiều loại bệnh có thể phòng ngừa được nhờ trích ngừa mỗi độ tuổi và giới tính cần trích ngừa các loại vaccine khác nhau quý vị có thể liên hệ với các đơn vị trích ngừa uy tín để được tư vấn loại vaccine phù hợp thứ tám khám tổng quát đào khám tổng quát thường xuyên giúp theo dõi và phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe. Quý vị nên liên hệ với các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn chi tiết về lịch khám tổng quát cũng như đề xuất những xét nghiệm chuyên sâu hơn dựa trên các đặc điểm sức khỏe của cá nhân quý vị. Thứ 9, khám sớm khi cần. Khi thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, quý vị nên sắp xếp đi khám sớm để được các bác sĩ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đôi khi muộn một chút cũng có thể là quá khó để chữa được. Tóm lại có 9 việc quý vị có thể làm để có một sức khỏe tốt là ăn uống khoa học, thể thao hợp lý kiên rượu kinh thuốc ngủ đủ ngủ ngon tâm trí ổn định quan hệ an toàn chích ngừa đầy đủ khám tổng cấp đều và khám sớm khi cần xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho các video của bác sĩ nếu quý vị thấy video này hữu ích nhờ quý vị bấm tích và chia sẻ thêm cho bạn bè người thân để cho kênh của chúng ta có nhiều người biết đến hơn nữa xin chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc và thành công